Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Và trước mắt quý vị các bạn, đây là cặp loa BMB450K MI phiên bản cuối cùng lắp ráp tại Nhật. Và cái cặp loa này này thì em đã nhận một đơn hàng của một anh tên là anh Mạnh. Anh ở Đồng Nai nhá. Đấy, anh đã đặt tiền cọc cho bên em rồi. Xin phép được che bớt đi một chút, bởi vì cái này nó mang tính chất quyền riêng tư. Và bởi vì anh ở xa Đồng Nai mà, thì anh xin em thêm một cặp gân. Thì đây, em kỷ niệm bác thêm một cặp gân nữa. Và em sẽ bỏ vào bên trong thùng loa như này. Đấy, các bác nhìn này, độ đẹp của loa này. Đó, 450K Mi Mark 2 nó được thiết kế một chung và một tép. Đây, chung với tép của nó về tuyến loa thì nó là giống nhau, nhưng về cái phân tần của nó thì nó chia ra khác nhau, thì nó sẽ tạo ra âm sắc của tiếng chung và tiếng tép khác nhau. Cái thứ hai nữa là nó đang sử dụng của bác nam châm từ kép, cổ từ là bằng keo đỏ. Đấy, em quay sát đây cho các bác xem. Đây, đây là cái bụi nhá, bụi lông. Đấy, nhẹ đẹp chưa, dầu này. Loa của bên em bán ra thì luôn luôn dán tem như này cho các bác này. Đấy, để đảm bảo cho anh em đây là củ xịn, kể cả các bác tháo ra thì xem thoải mái luôn, vô tư luôn, không ngại gì luôn cái vấn đề đó. Hàng xịn người thật, không ngại cái vấn đề gì các bác ạ. Đấy, các bác nhìn này, cái bụi vẫn còn này. Đấy, thế các bác không phải ngại gì vấn đề đây là có phải bãi hay không hay là đồ mới. Đó. Đấy, các bác nhìn này, thay gần này, đẹp chưa. Đấy, thay gần nó phải đẹp như vậy chứ, tròn vo luôn. Đây, cổ bã trầu này. Đấy, cái BMB lúc nào nó cũng có một cái sóng tròn, mà xoay ở kiểu nào nó cũng ra sóng tròn các bác nhé. Đấy, thùng loa và phân tần đây, bông rất đẹp. Và riêng cặp loa này thì em đang còn một cặp ốc xịn của BMB đây, kỷ niệm cho bác ở đây luôn. Đấy, đẹp chưa. Đây đó, bây giờ em sẽ lắp đặt vào mà mời anh em cùng nghe nhé. Không, đang đánh mỗi cặp này mà, đang đánh mỗi cặp trên thôi mà. Cặp dưới nó đánh đâu đây? Có đánh đâu? Đang đánh cổng đây. Cổng này cổng B mà. Đấy, cửa cổng dưới. Đấy, bác từ từ để em quay nốt cái này cho anh ấy đã. Này, cắm mic của hát karaoke hay luôn. Xui 6-7 lời cha đánh rất khỏe luôn, có hợp với bọn này. Tiên thể chúng ta đánh cùng cặp Onkyo luôn nhá. Đây cặp Onkyo. Đây nhá bác nghe nhá, cặp Onkyo đang test cho bác nhá. Đúng chưa? Ghép cả hai nhá. Cầm của anh tốt không? Vâng, tôi để em xin phép để đóng gói cặp loa này đi cho anh. Vâng, vừa đây tiện chiếc âm ly Sansui 607 lời cha thì em xin phép được ghép cùng chung với cặp loa BMB 450C. Mời anh em chúng ta cùng nghe một chút.